Hello, xin chào bà cô chú anh em trên kênh Tú Bất Chấp Bất Chuột nha. Chào mừng cô chú. Quá trời mưa lớn cả nhà ơi. Nãy giờ Út Nghĩa đi bắt được ít cá sặc nè. Bây giờ hai cho con lấy mấy cái lờ đặt. Đặt kiếm kiếm ít cá mình chiên nha, cá sặc này nè cả nhà. Chiên xù. Hoặc là mình chiên tư cũng được. Còn cá lóc lớn bắt chi thả đi. Anh Hà cái sặc con nào đấy bự, Nghĩa hay quá quên. Bây giờ là hai ta con đi đặt nha, dữ lắm, mưa cái mưa lớn, nước một cái hang ngoài đồng bây giờ là linh binh trên cặp nè. Đó view đây là mơ là chiên, là thấy hai ta con sỉnh mồi nè, là hai ta con đi đặt nha. Bây giờ bỏ này đây đi, đi dọn đi nãy giờ. Nước nó chảy nè, Nghĩa nó đặt cái lò rồi đó nha, đặt cái lò cá nó lên nó về lớn nhiều. Đây nè, có cá nữa nè cả nhà. Chạy rồi. Cá mới chạy đâu kìa rồi. Chạy lên nó về. Đi vô ngoài đặt Nghĩa ơi. Một cái lờ này hồi gì không? Đi Nghĩa ơi. Đi thôi. Nè, cái vườn nhãn nè, đắp gòm nước cho nè cả nhà. Ngọc rồi nè. Linh linh bỉnh. Hết hồn nước luôn. Ở đây Nghĩa ơi. Ra mấy cái vườn ngoài này đặt Nghĩa ơi. Bắt cá vô. Nghĩa bắt cá cạn nãy giờ. Rồi nước. Hết hồn nước. Ngồi ơi. Linh linh cần đặt sang cá rồi nè. Sau con hồi nó chảy ra nó cạn à. Nửa rồi con. Thì nó chảy ra cạn à. Để cầm nó cho quay đi cho đặt cho. Cái lò này chắc này đặt là phải lúc rồi đó. Sao con hồi nó cạn lại nữa. Tối mình đi thăm luôn. Cái lò này đặt là phải lúc rồi đó. Con hồi nó cạn luôn cả nhà. Mới có sạch không còn nhiều. Hồi nước có cạn nữa hay ra. Mình lấy mấy cục đất mình để hai bên á. Mình hay để cỏ. Để nó trôi.
ba cái một chút. Lúc cái trận đặt lên cái đó nè, kiếm cái sạc ăn thôi nghe, chạy ít ít thôi, hai cho con đủ, hai cho con ăn thôi. Bình địa nước cái trơn này cái nè, đâu cũng là nước. Con cái nó xong rồi cả nhà ơi, lúng quá trời lúng rồi. Coi cái lợp dở rồi nghe, giờ gỡ cái lợp đó rồi nghe, mò mò miệng trước dở ra, dở đi con nè, cá nhiều quá trời rồi, trời ơi trời ơi, thôi đủ rồi. Lấy cái nào nha, đủ ăn rồi, đúng rồi tôi trời coi nè. Đúng đời ha, đủ ăn rồi. Nhìn đi nghe ơi, cái dấu đổ rồi, đổ rồi, đổ nè, lấy dấu chút cho đó, trời luôn cái nè, hót thằng cái đặt nó bự rồi. Đủ ăn rồi nhé, khỏi đi đặt nữa, đặt lấy cũng cũ chứ. Ừ, hết rồi, cái đặt con nó phành phành. Cắt cạn nha, cá mưa đi nha cái nè. Biết nói chuyện không ta, à, đừng đừng đấy cha, để cho đặt lại, đừng đâm nữa. Mưa nước ngập đó cái này, cá nó tràn lên trên bờ, thấy không? Em mấy cái lợn chạy cái này dữ lắm, nhiều quá, chút xíu đổ luôn nha cả nhà, để nhà xem, chạy theo cái đường nước. Này. Nghe nó chảy nè, đúng là được, nghe nó chảy gió vậy nè. Đó. Chảy xuống đây nè. Trời ơi, cái này nè. Giờ giờ nó sặc con mạnh mạnh luôn nè. Dữ lắm, đã rồi. Ngoài là có nồi cơm mẻ, cá sặc rồi đó nghe cả nhà. Đó nè, đó, thấy không? Thấy không, nó sặc cà bá, thấy không? Cá sặc nó nội ơi, nãy giờ là trên nửa ký rồi đó cả nhà. Trong lợp nhiều con gì đó, này thấy không, nhiều con rồi. Dữ lắm, cái mưa lớn mà mình chạy sao được, xíu lỗi nha nè, em nghe sợ nhảy à. Tiếp tục cái này cắt chưa, không mất tiêu hết trơn rồi. Cá rô nữa nè nghe ơi.
Ôi có cá rô nữa kìa. Cái lờ bộ quạng nhà không hết rồi anh em. Đó. Còn đắng cái nữa kìa. Cái một mời đi chợ bán luôn chứ ăn gì hết. Mày lại đi. Tiếp tục cái thứ hai. Đấu hai cái. Đấu hai cái này đủ ăn. Trời ơi, trời ơi. Trời. Nó lắc coi. Trời ơi, trời lúng thịt trơn vậy nè. Trời ơi, nó sạch đi thịt trơn này cho thấy. Cá lóc. Trời. Lọt nè. Nó sạch đi thịt trơn. Trời ơi. Cái cá lóc này nó đẻ con cá lóc con kìa. Cá lóc anh em ơi. Quàng đây. Nhà nó gắt gì đấy. Nhà bá nữa. Chị cái sạch như là thịt trơn. Lờ nãy em lại coi nhóc chân vô cục nó lủng dính được con cá lóc quá đã. Thăm mấy cái lợp có cá không cả nhà ơi, đừng dính gì chân à, hôm qua cũng được nhiều quá đủ ăn rồi đừng dính nữa. Trời ơi, con cá vô phi, con cá hai cá sạc. Con cua. Con cua dạo dạo cái lợp đó coi. Dạo đây đây nè. Đi. Tiếp tục anh em ơi. Vào đó kìa. Chở con. Thấy gì em gù gù. Được dính nha, dính được con ốc lát rồi đó. Cá lóc. Cá rô, cá sặc vậy, dấu 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 đi đến đây. Rồi, đặt dưới đây. Được con cá lóc, con cá rô nữa nè em ơi. Lao hả? Đi, tiếp tục ngoài. Tiếp tục ngoài đi. Cái lờ nắng ngay dở dục bên bờ cả nhà ơi. Cá bành bành không chết queo chân rồi. Trời ơi nó. Mang cá sớm mặn nấu chua hết trơn hả vợ? Thôi vậy lên ăn cơm cả nhà ơi. Cá sặc đặt hôm hôm được mớ rồi nấu chua. Giờ anh em sẽ vô ăn cơm. Hai cha con với anh em gì? Đây là mấy cái lò đây cũng chết que luôn rồi, nhiều rồi ăn đủ rồi. Mình chén đi cơm. Mời cả nhà ăn cơm cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cơm, mời bà cô chú ăn cơm. Cái gặp bự bự lắm ha. Cái gặp, nó chùa bọn chúng như là muốn cái này. Gửi sống, đi quê gửi sống. Sặc bự rồi. Hết hồn. Cá thịt ngon lắm. Mua nữa thì
lên trên kính rồi hả? Bạc. Chạy đường con có lóc, nếu mà hai bạn có rô vậy. Không. Con có rô hả? Không còn. Đã. Thấy cái thấy giờ sáng em xuống chở em thấy cá chặt là muốn nấu canh chua liền. Ngon mà. Rất nước ạ. À. Cá lóc đồng luôn. Nhà có thường cả nhà nhớ cho anh em một like cả nhà ơi. Hẹn cả nhà gặp lại clip sau nha. Có 10 giặt nữa, dễ quê dễ kiếm sống nha cả nhà. Kiếm vàng cá hái nấm rau với là vô là làm được buổi sáng nha. Hẹn cả nhà gặp lại clip sau nha. Bye bye cả nhà. Bye bye.